Hello, xin chào bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hoài Chiều. Ở tuần trước thì tụi mình đã làm một video về những mẫu đồng hồ cơ có một mức giá rẻ từ 3 đến 7 triệu đồng. Và tuần này sẽ tiếp tục là những mẫu đồng hồ Quartz có một mức giá là dưới 3 triệu đồng thôi. Và mình nghĩ với mức giá này thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cũng như là để sở hữu những mẫu đồng hồ này. Và 7 mẫu đồng hồ ngày hôm nay mà mình chọn ý thì đều đáp ứng được cái nhu cầu, ví dụ là về chất lượng này, cùng với đó là tính thời trang luôn được đảm bảo nữa. Vậy thì có lẽ là bây giờ chúng ta hãy cùng tới với mẫu đồng hồ đầu tiên ngay sau đây nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tới với mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Casio. Đây là một thương hiệu mà mình nghĩ là luôn luôn mang tới cho chúng ta những cái sản phẩm mà phải nói là có một mức giá cực kỳ phải chăng. Và em này thì có số mã là MTB1384L1AVDF với mức giá là 2.073.000 đồng. Mẫu sản phẩm này thì có một tông màu nâu trầm. Mình nghĩ đây là một cái tông màu mà không thể nào mà thiếu trong tủ đồ phụ kiện của các anh chàng được. Và đây thực sự là một cái mẫu đồng hồ mà có thể nói rằng điển hình cho tính thời trang, và đặc biệt là bên cạnh đó còn được trang bị những cái tính năng mà chúng ta có thể như hỗ trợ cho chúng ta nhiều hơn trong những cái hoạt động thể thao. Còn cụ thể như thế nào thì chút xíu nữa thì May sẽ bật mí sau. Nói về phần thiết kế trước thì mặt dial được chia làm hai lòng rõ rệt. Theo đó thì lòng ngoài là các cọc số La Mã cổ điển, lòng trong là họa tiết vân độc đáo. Đây là kiểu trang trí quen thuộc thường gặp trên những phiên bản đồng hồ đắt tiền. Đến với các vạch chia giờ thì đều được khoác lên trên mình một màu vàng đồng nổi bật, góp phần cho sản phẩm thêm sang trọng hơn. Và không chỉ sở hữu mỗi khả năng hiển thị giờ phút giây để giúp người dùng, đặc biệt là các chàng trai công sở để có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm trong cuộc sống thường ngày, thì Casio đã tích hợp thêm một ô lịch ngày thấu lẫn tại vị trí 3 giờ. Ngoài ra, để đồng bộ với tổng thể thì niềm của chiếc đồng hồ nam này cũng được mạ vàng đồng với hiệu ứng ánh sáng bóng bẩy khi mà chúng ta chuyển góc nhìn khác nhau hay là đặt trực tiếp dưới các nguồn sáng. Về phần mặt kính thì được hoàn thiện từ chất liệu mineral crystal chống cháy tốt và có thể đánh bóng lại như mới luôn. Hiển thị thời gian chính xác và sai số của đồng hồ này rơi vào khoảng là cộng trừ 20 giây trên 18 mà thôi. Phải nói rằng với mẫu đồng hồ với mức giá là hơn 2 triệu đồng thôi nhưng mà chúng ta lại được trang bị với cái khả năng chống nước 10 ATM thì cực kỳ ấn tượng đúng không nào? Như vậy thì chúng ta đã có thể bỏ túi ngay một mẫu đồng hồ có những tính năng ấn tượng này và sự thời trang thì cũng không hề kém cạnh. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng tới với mẫu đồng hồ thứ hai đến từ thương hiệu Iron. Đây là một mẫu đồng hồ điện tử thuộc dòng Swimmer và chúng ta có thể dễ dàng thấy được cái dòng chữ này ở ngay tại vị trí 6 giờ và có số mã là SUND6003W0 với một mức giá mà chúng ta có thể nói là khá là hợp lý là 2.540.000 đồng. Cùng với đó là được sở hữu một cái chất lượng bền bỉ từ bộ máy Nhật Bản này. Và đây cũng là một trong những mẫu đồng hồ nam mà được săn lùng và yêu thích nhất của thương hiệu Iron. Về phần vỏ và dây đeo của mẫu đồng hồ này thì chúng ta được hoàn thiện từ chất liệu thép không gỉ 316L. Mặt kính đồng hồ thì được làm từ chất liệu kính cường lực giúp giảm chi phí giá thành của sản phẩm, đồng thời cũng sở hữu một khả năng chống cháy, chống xước và chống va đập rất là tốt. Và đây là một mẫu đồng hồ đeo tay sở hữu một thiết kế dễ đeo và có thể phù hợp với mọi đối tượng, mọi độ tuổi và phong cách khác nhau. Với phần dây đeo kim loại và mặt số vòng tròn cổ điển cùng với tông màu trắng bạc dễ phối đồ này, chúng ta có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh cũng như là sự kiện khác nhau. Với kích thước của mẫu đồng hồ này thì khá là nhỏ nhắn thôi, với đường kính 36mm và dày 9mm, giúp thích hợp cho cả những anh chàng có cổ tay nhỏ và gầy. Chúng ta sẽ có một thiết kế 3 kim đồng hồ quen thuộc với kim giờ và kim phút dạng button được phủ lớp dạ quang phát sáng và cọc số vạch thì cũng có dạ quang luôn. Ngoài ra thì mẫu đồng hồ này sẽ đem đến cho người đeo một trải nghiệm sử dụng tuyệt đối với cọc chia phút rõ ràng. Và ngay tại vị trí 3 giờ thì chúng ta có một ô lịch ngày khá là tiện dụng và với mức giá này thì các bạn có thể cân nhắc đến mẫu đồng hồ mà yêu thích một cái phong cách khá là thời trang và lịch lãm. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng đổi gió một chút xíu khi mà tới với một mẫu đồng hồ G-Shock. Em này thì có số mã là G7903DR với mức giá là 2.640.000 đồng. Thì mẫu đồng hồ này thì được lấy cảm hứng từ những bộ đồng phục người lính và Casio đã cho ra mắt sản phẩm của mình với màu xanh lục cùng với đó là nhiều những cái tính năng hỗ trợ đặc biệt. Chúng ta có thể thấy rằng mặt số điện tử được thiết kế một cách độc đáo với các đường gồ ghề nhằm mục đích chính là hạn chế sốc, nhằm nâng cao khả năng chịu va đập của chiếc đồng hồ này lên. Hệ thống đèn LED mạnh mẽ giúp nâng cao khả năng quan sát trong điều kiện thiếu sáng này, cũng như là tạo ra một nét đẹp độc đáo mang tính thời trang dành cho chiếc đồng hồ G-Shock chính hãng. Để tăng thêm phần mạnh mẽ cũng như là khả năng chịu sốc của chiếc đồng hồ thì dây đeo cũng được làm từ chất liệu nhựa cứng màu xanh lục trùng màu với mặt số luôn. Dây đeo thì được thiết kế ôm sát cổ tay và tạo cảm giác thoải mái và chắc chắn trong tất cả các hoạt động
thường ngày. Hỗ trợ cho rất nhiều những cái tính năng hấp dẫn như là 29 múi giờ thế giới này, giờ thể thao Chronograph này, lịch ngày tháng năm, chế độ báo thức 5 mốc khác nhau, đặc biệt với khả năng chịu nước ở độ sâu là 200m thì bạn đã có thể sử dụng sản phẩm trong tất cả các hoạt động của mình, đừng có đi lặn biển là được. Bạn yêu thích các hoạt động ngoài trời và bạn cần một chiếc đồng hồ đeo tay có nhiều tính năng hỗ trợ cũng như là một sự bền bỉ cần thiết thì chắc chắn mẫu đồng hồ G-Shock này sẽ là một người bạn đồng hành tốt nhất cho các bạn đấy. Và tiếp theo đây thì chúng ta tiếp tục tới với một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Audemars nữa. Mẫu đồng hồ này thì có số mã là RFQD008S10B với mức giá là 2.720.000 đồng. Audemars thì lâu nay luôn nổi tiếng là một thương hiệu mà mang tới cho chúng ta những cỗ máy mà chất lượng này và thời trang với một mức giá thành mà phải gọi là những ai mà có một cái nguồn tài chính mà hơi hạn chế một chút xíu thì cũng đều có thể sở hữu một mẫu đồng hồ mà đảm bảo được chất liệu cho tới tính thời trang, và đây cũng là một phiên bản đồng hồ mà không hề ngoại lệ. Về thiết kế thì sẽ là hai từ thôi, thanh lịch. Chúng ta sẽ có một thiết kế mặt số vô cùng đơn giản với 3 kim chỉ thanh mảnh kết hợp với những chữ số La Mã và ở vị trí 3 giờ là ô lịch ngày. Tất cả thì được thể hiện trên nền mặt số màu trắng với size số là 39mm dày 7mm. Đây là một kích thước mà mình nghĩ là sẽ phù hợp với hầu hết cổ tay của người Việt. Về phần mặt kính thì chúng ta sử dụng chất liệu mirror crystal chống va đập cũng như là chống sốc khá là tốt, mà đặc biệt là có thể đánh bóng lại như mới luôn. Về phần dây đeo thì sẽ là một sự kết hợp với dây da màu đen dập vân khá là lịch lãm, mang lại cho chúng ta một cái phong cách thời trang và khá là phù hợp với những ai mà yêu thích một cái phong cách mà thanh lịch này. Và với một kích thước khá là mỏng như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ rất là tiện dụng và phù hợp với những anh chàng mà làm công việc văn phòng, chúng ta thường xuyên phải đánh máy này, thì nó cũng không gây một cái cảm giác khó chịu hay là bị cấn tay khi mà chúng ta sử dụng. Và với mức giá là 2.700.000 như thế này thì mình nghĩ đây thực sự là một mẫu đồng hồ mà các bạn nên tham khảo và chúng ta có thể dinh về ngay lập tức đấy. Và tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm tới từ Audemars tiếp nữa. Và sản phẩm này thì có số mã là RFQD004B10B với mức giá là 2.720.000 đồng, một mức giá tương đương với mức giá hồi nãy mà mình có giới thiệu cho các bạn ấy. Thì đây là một cái sản phẩm mà chúng ta sẽ có hai phiên bản màu khác nhau, một phiên bản là mặt số màu trắng và một phiên bản là mặt số màu đen. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho bạn một cái phiên bản màu đen như thế này. Giá rẻ nhưng mà chất lượng tốt là một trong những cái điều kiện và cũng là một trong những cái điểm ăn tiền để thu hút được cái sự chú ý từ phía người dùng. Thì đây là một mẫu đồng hồ mà các bạn có thể cân nhắc, không quá cầu kỳ, một sự đơn giản được tôn lên chiếc đồng hồ này mà chúng ta có thể tham khảo. Với điểm nhấn ở trên mặt số tròn sang trọng nổi bật màu đen thì chúng ta sở hữu một kích thước vừa vặn với cổ tay nam giới là 39mm và bề dày là 7mm. Ngoài ra thì phần mặt kính thì được làm từ chất liệu kính cường mirror crystal, khung và vỏ thì được làm bằng chất liệu thép không gỉ 36L, khiến cho mặt đồng hồ nhìn tối giản nhưng mà vẫn toát lên một vẻ thanh lịch và trẻ trung. Mẫu đồng hồ này thì được tích hợp một ô lịch ngày ở tại vị trí 3 giờ. Ngoài ra thì tại vị trí 12 giờ là tên thương hiệu Audemars khá là ngắn gọn rồi, một cái thiết kế mà khá là quen thuộc của thương hiệu này luôn. Và chúng ta sẽ sử dụng một bộ máy Quartz đến từ Nhật Bản với thời gian sử dụng là lên tới 3 năm. Đây là một sản phẩm dây da kết hợp thêm họa tiết dập vân cá sấu đặc trưng cho phong cách cổ điển và thanh lịch. Dây da này thì có ưu điểm là nhẹ, thời trang và dễ phối đồ và được nhiều người dùng sử dụng, nhưng mà tuổi thọ sẽ kém hơn những loại dây đeo khác một chút xíu. Về khả năng chống nước thì chúng ta sẽ có khả năng chống nước là 3 ATM, và đây là một mẫu sản phẩm đồng hồ mà những ai mà yêu thích cái tông màu hơi huyền bí như thế này thì các bạn có thể tham khảo đấy. Và mẫu đồng hồ thứ 6 của chúng ta sẽ tới từ thương hiệu là Essel Watch với số mã là SG5751-4102 với mức giá là 2.650.000 đồng. Đây là một sản phẩm mà thuộc phân khúc đồng hồ giá rẻ, sở hữu một lối thiết kế mặt tròn truyền thống và theo đuổi xu hướng hiện đại nên đã được cách tân những cái chi tiết rất là tinh tế, và chúng ta có thể kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau trong một cái yếu tố đa phong cách mà rất cần thiết với cánh đàn ông ở thời đại mới này. Phiên bản dây da nâu đỏ được tạo hình vân phong cách lịch lãm, không kém vẻ trẻ trung với các chi tiết kim chỉ cùng với vạch cọc số tạo hình mỏng trên nền mặt số 39 và dày 8mm. Và chúng ta có một khả năng chống nước là 5 ATM, và đặc biệt là với mẫu đồng hồ này ở phân khúc này nhưng chúng ta lại được trang bị mặt kính Sapphire với một cái khả năng chống chảy xước rất là tốt và chỉ sau kim cương mà thôi. Ở phần viền bezel thì chúng ta sẽ được hoàn thiện từ thép không gỉ, và ngay tại vị trí 3 giờ chúng ta sẽ được trang bị một ô lịch ngày. Thì đây là một trong những sản phẩm mà chúng ta được trang bị một cái chất liệu tốt hơn là kính Sapphire ở trong cái phân khúc giá rẻ này, thì các bạn có thể tham khảo.
Và mẫu đồng hồ cuối cùng là tới từ thương hiệu Citizen với số mã là BI500681B với mức giá là 2 triệu 900 ngàn đồng. Mã số đồng hồ nói riêng và toàn bộ thiết kế nói chung thì đều đi theo một cái tông màu vàng và trắng bạc. Đây là hai sắc màu mà bạn có thể dễ dàng phối hợp cho nhiều phong cách cũng như là trang phục khác nhau. Kim chỉ và vạch số thì được phủ một lớp vàng sáng bóng nổi bật. Công nghệ mạ PVD giúp cho lớp màu duy trì lâu hơn với thời gian so với công nghệ mạ vàng truyền thống. Vạch số to rõ nằm xen kẽ với những vạch phút đen nhỏ. Và ở vị trí 3 giờ thì chúng ta được trang bị một ô lịch ngày tiện dụng và chúng ta có thể dễ dàng quan sát cả ngày và giờ trên cùng một sản phẩm. Thêm vào sự tiện ích đó là lớp dạ quang trên kim chỉ, không phải chiếc đồng hồ nào cũng có thể sở hữu tính năng đi kèm này, và bao bọc bên ngoài là lớp kính mineral crystal hay còn được gọi với cái tên thuần Việt hơn là kính cứng đấy. Không chống trầy tuyệt vời như kính sapphire nhưng mà nó lại rất là được lòng người tiêu dùng nhờ vào khả năng chống va đập cùng với khả năng có thể đánh bóng lại như mới. Ngoài ra thì chúng ta sở hữu một cái size mặt số là 39mm và bề dày 8mm, khá là phù hợp cho các anh chàng. Không quá to cũng không quá nhỏ, vừa tay đại đa số đối tượng nam. Đây là một ưu điểm của dòng sản phẩm đồng hồ Nhật Bản đến từ thương hiệu Citizen. Sử dụng một chất liệu thép không gỉ theo phong cách demi này, ở một trong những thiết kế tạo nên sự sang trọng cho chủ sở hữu. Sắc vàng xen kẽ tạo sự khác biệt và nổi bật cho toàn bộ sản phẩm. Và size số thì rơi vào khoảng là 15 đến 20 giây trong một tháng, khả năng chống nước là 5 ATM. Như vậy là chúng ta vừa đi qua 7 mẫu đồng hồ Quartz có một mức giá thành cực kỳ phải chăng là dưới 3 triệu đồng mà các bạn có thể tham khảo. Các bạn ưng ý với mẫu đồng hồ nào nhất? Và ở số tiếp theo thì các bạn muốn tụi mình làm về chủ đề nào nữa thì đừng ngần ngại comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ đừng quên like và subscribe cho kênh Đồng Hoài Chiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.